lúc đến chơi nhà, bà Tiểu Ngọc, bạn thân của bà, để quyền kính. Đúng rồi, chính là cái màu đỏ. Cái kính đó. Bà để quyền đấy. Lần sau gặp bà, tôi sẽ đưa lại cho. Không có gì, chào nhé. Bà nội ơi. Chi và Linh đến đây à? Hả? Bà nội ơi, đây là kính mới của bà. Cái này không phải. Đây là kính của bà Tiểu Ngọc để quyền ở chỗ bà đấy. Mọi người thường hay quên đồ. Mẹ cháu còn quên mang chìa khóa cơ. Bố cháu cũng thường xuyên quên mang điện thoại, đi ra ngoài rồi lại quay về. Mẹ cháu nói người lớn thường hay quên lắm. Cũng không phải người lớn nào cũng hay quên đâu. Như bà đây nè, chỉ nhớ bà vẫn tốt lắm. Thế à? Chị không tin à? Được rồi, bà sẽ chứng minh cho cháu xem. Vâng, chứng minh thế nào ạ? Có rồi. Anh ơi, cho bà nội chơi tú lơ khơ trí nhớ mà chúng mình chơi mẫu giáo đi. Đúng vậy. Thế chúng cháu về lấy nhé, bà nội, chờ chúng cháu nhé. Được. Tú lơ khơ trí nhớ hả? Chờ hồi chị mang đến, bà có thể chứng minh trí nhớ của bà tốt như thế nào. Thế còn bây giờ, trước tiên chúng ta đi xem một thứ thú vị nhé. Giới nước bồng bềnh. Chuẩn bị xong rồi, ai muốn đoán trước nào? Cháu trước ạ. Được, thế Linh muốn lượt trước, hai lá bài nào? Cháu muốn hai lá bài ở phía trước bên trên ạ. Được, bên trên, phía trước, hai lá bài này. Đều khác nhau. Không sao, được, tiếp theo, chí. Vâng, thế cháu muốn hai lá bài phía sau bên trên ạ. Hai lá bài phía sau bên trên. Nào xem nào. Ghép cặp cũng không giống nhau. Không vấn đề gì. Đây là trách nhiệm trí nhớ thôi mà. Được rồi, nào, đến lượt bà nhé. Lá bài này. Từ xuất hiện rồi. Cháu biết ạ. Cháu biết lá bài còn lại ở đâu rồi. Bà cũng biết, trí nhớ của bà rất tốt, chắc là ở... lá bà này, chắc là lá bà này, bà xem. Đáp án đúng rồi. Đến lượt cháu. Có điện thoại. Điện thoại không ở đây. Bà đi tìm điện thoại. Các cháu đợi bà tí. Chờ bà quay lại rồi chơi nhé. Chờ bà nhé. Nghe điện thoại. Trời ơi, hết rồi. Để xem là ai tìm bà. Là bà Tiểu Ngọc. Để bà trả lời điện thoại tí. Thế còn các cháu, nào,
hãy lắng nghe một câu chuyện thú vị nhé. Câu chuyện mèo mèo. Tên tớ là Mô. Tớ có hai người bạn thân. Một người là Sò Hoa, một người là Tô Tô. Tớ yêu thích mặt trời, cũng rất thích cười. Mọi người đều bảo khi cười trông tớ rất ngầu. Nụ cười trong nắng. Tớ ở đây. Tớ ở đây. Được rồi. Tránh ra, tránh ra. Đừng cản đường tôi. Sao hóa? Vừa rồi là ai vậy? Là ông ấy, vua cua đó. Tránh ra, tránh ra. Đừng có chậm rề rề như vậy. Tránh hết ra. Cái con đi nhanh nào, đi nhanh nào. Đi ô. Anh rùa, anh có sao không? Không sao, nghĩ tí là được. Vua cua, anh đã va phải anh rùa, anh nên nói xin lỗi mới đúng chứ. Ta không nói, ta đã bảo anh ấy tránh ra rồi. Ai bảo anh ấy không nghe. Ông thật là thô lỗ quá. Thật thô lỗ. Người xấu thật đáng sợ. Ông đừng có bắt nạt bạn của chúng cháu. Ta không thô lỗ. Ây ơ, đau quá, đau quá. Đau, tránh ra. Ây ơ, đau quá. Sao bên này cũng không tránh ra đi. Đáng ghét. Quái lạ. Sao vua cua lúc thì chạm vào cây, lúc thì chạm vào đá nhỉ? Ủa? Lại còn cứ ca hét ầm ĩ, không biết đang nói gì. Lạ quá. Để tớ hỏi mẹ chim. Cháu không biết cả. Đôi mắt của vua cua không biết bị làm sao, không nhìn rõ nên mới hay bị va vào chỗ nọ, chỗ kia. Có phải mắt bị đau không ạ? Ta không biết, nhưng ta biết ông ấy rất sợ gặp bác sĩ. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cảm ơn cô. Không có gì. Tuy chúng ta không biết tại sao vua cua lại sợ gặp bác sĩ, nhưng chúng ta nhờ bác sĩ đến xem cho ông ấy, kiểm tra cho ông ấy. Xong rồi. Ta không muốn bị tiêm, cũng không muốn uống thuốc. Hả? Ông không nhìn rõ vì bị cận thị, chỉ cần đeo kính, không cần tiêm hay uống thuốc gì cả. Thế à? Có thế mà tôi lo lắng quá. Nào, đeo kính vào. Ông sẽ không va vào người khác nữa. Wow, nhìn rõ quá. Anh rùa ơi. Xin chào. Xin chào các bạn nhỏ. Xin chào. Yeah, không va vào nữa rồi. Đã nhìn rõ rồi, sẽ không va nữa đâu. Tốt quá rồi, ông nên cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Nghe không rõ, nói to lên một chút nữa. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người. Đi thôi, chúng ta về nhà. Được. Nghỉ một lát sẽ quay lại ngay. Biến hóa siêu cấp. Ủa, đây là mốt cơ phải không ạ? Đúng, nó còn bướm bên trên rất đẹp phải không? Đã biến thành đồng hồ cát rồi ạ? Không phải, đã biến thành quả tập tạ thể thao của mẹ rồi. Hay sờ. Không phải ạ, là vỏ sò đẹp tuyệt dưới đáy biển. Bên trong có ngọc trai. Con nhìn này, giờ nó là con bướm nhỏ rồi kìa. Con muốn nói chuyện thần cái việc mắt siêu nhân của con.
Thế thì rốt cuộc chúng ta đã nhìn thấy gì nhỉ? Hai lá cuối cùng này nhất định sẽ ghép cặp giống nhau. Bà nội lại thắng rồi. Bà nói rồi mà, trí nhớ của bà rất tốt đó. Bà nội chơi 3 lần đều thắng. Thế nhé, bà hoàn thành hết rồi. Bây giờ bà thu dọn đồ chơi rồi đi làm món điểm tâm cho các cháu. Vâng ạ. Anh ơi, hôm nay anh phải cùng em làm một việc, anh còn nhớ không ạ? Anh nhớ chứ, em xem. Anh vẽ ra đây rồi, anh không quên đâu. Wow. Ồ, Lily, còn có khủng long ở bên cạnh. Các cháu đã hẹn lát nữa cùng nhau chơi game khủng long phải không? Anh ơi, anh giỏi thật đấy, vẽ ra rồi thì sẽ không quên nữa. Đây là bà nội dạy anh đấy. Đúng rồi, mọi thứ ghi ra hoặc vẽ lại. Ghi lại, lúc nhìn thấy, là lập tức nhớ ngay việc đó. Bà cũng làm như thế mà. Những việc bà hôm nay cần làm, bà đã vẽ lên bức tranh này rồi. Hả? Bà nội, hôm nay muốn làm bánh ngọt trái cây. Trả lời đúng rồi đó. Thế hình vẽ bên cạnh đó là gì vậy ạ? Hình bên cạnh này chính là cái... là cái... cái đó sao không nhớ ra nhỉ? Đặt ở bên cạnh bánh ngọt trái cây này nhất định là việc có liên quan đến món điểm tâm. Điểm tâm? Điểm liền, anh muốn giúp bà làm điểm tâm, tiện thể giúp bà nhớ lại hình vẽ đó, lát nữa rồi chơi khủng long được không? Được ạ. Hay quá. Chi, cùng bà làm điểm tâm. Thế còn các cháu đi thăm bạn thân của bà đi. Võ sò, tàu ngâm, nàng tiên cá. Hi, tôi là nàng tiên cá. Chào mừng mọi người đến với đài nghe nhạc theo yêu cầu. Hôm nay các bạn muốn nghe bài gì nào? Người đẹp. Ủa, không có bài này. Tôi yêu nàng tiên cá. Cảm ơn, nhưng cũng không có bài này. Vậy rốt cuộc có những bài hát nào? Hỏi tôi cũng không biết. Hay là hỏi thử Cương Thần âm nhạc đi. Cương Thần, xin hãy nói cho mọi người biết hôm nay thích hợp nghe bài nào. Xong rồi, điểm tâm xong rồi. Wow, bà nội nhanh thật, bà giỏi quá.
không cần nhìn công thức làm được luôn. Đó là vì bà thường xuyên làm, nên nắm rất rõ các bước. Không cần nhìn công thức vẫn có thể làm được. Ừ, thế bà nội ơi, bà nghĩ ra hình này có ý nghĩa gì chưa ạ? À? Vẫn chưa. Kỳ lạ thật. Điểm tâm đã làm xong sao vẫn chưa nghĩ ra nhỉ? Ừ, thế có liên quan gì đến bánh điểm tâm không ạ? À? Không thể nào. Đã vẽ hình bên cạnh bánh điểm tâm này chắc phải có liên quan đến bánh điểm tâm ấy chứ. Ê à, quái lạ sao không nhớ ra nhỉ? Ê à. Ê, ê, tay của bà. Tay của bà, sao thế nhỉ? Tay của bà vừa mới cử động. Cháu thấy mẹ cháu thường luyện ngón tay. Ê, luyện ngón tay á? Vâng, đúng ạ. Mẹ cháu nói luyện ngón tay có thể khiến cho não bộ vận động theo, như vậy sẽ không bị quên ạ. Ê, thế bà sẽ luyện ngón tay có khi kích thích não bộ vận động theo rồi sẽ nhớ ra cái gì đó. À, còn các cháu đi xem ai là tiểu dũng sĩ hôm nay nhé. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Go, go, go. La la la. Hi, o, i, a. Wow, vượt qua thử thách. Hi, kia là cái gì? Wow. Wow, may quá không sao. Ê, đây là cái gì vậy? Đại khủng long. Mau lên cứu tôi, tiểu dũng sĩ. Cứu với, cứu với. Thả tích tắc, tôi đến cứu bạn đây. Yeah. Thử thách thứ nhất, vua ghép ảnh khủng long. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng vượt qua khu núi lửa. Chỉ cần hoàn thành hình ghép trên vách đá lớn là có thể vượt qua thử thách. Nhìn kỹ nhé, đây là con khủng long nào? Chọn đi, đúng, con này hả? Đúng rồi, cầm nó đến đây, cẩn thận. Ui ô. Ui, cách này có vẻ hay, cảm giác rất an toàn. Cẩn thận. Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tốt. Wow, đã qua rồi, đặt lên đi. À, đáp án đúng rồi, bạn đã vượt qua thử thách thứ nhất, nhanh lên cứu tôi. Thử thách thứ hai, đại tiệc hạt chân châu, gõ gõ gõ. Chỉ cần gõ ra 3 hạt chân châu, giao cho khủng long 3 sừng là bạn có thể vượt qua thử thách. Được nào, gõ hạt chân châu. Tông, tông, ấy ôi, năng xuống rồi, tông. Tông, mỗi cái đều gõ 2 lần. Cũng được, được. Cẩn thận. Đúng là một đứa trẻ rất cẩn thận và thận trọng. Ừ, đúng rồi, còn một hạt nữa. Ủa, được. Tìm 3 hạt chân châu giống nhau. Đó là 3 hạt nào? Đẩy đi cho khủng long 3 sừng kiểm tra. Ây dô, đáp án đúng rồi. Đã vượt qua thử thách thứ hai, nhanh nhanh đến cứu tôi. Thử thách thứ ba, cứu trứng khủng long. Cẩn thận vượt qua cầu treo. Để qua chuyển động kéo trứng khủng long lên. Thế là bạn đã có thể vượt qua thử thách rồi. Cố lên. Qua cầu keo trước. Ồ, cẩn thận. Ây dồ. Trên thanh gỗ thăng bằng, hai tay dang rộng ra. Ồ, tương đối ổn định. Bạn cẩn thận quá. Nào, quay trứng khủng long. Dùng lực. Cái này cần phải dục lần. Ồ, cố lên. Giỏi. Ồ. Wow, sắp thành công rồi. Yeah. Wow, bạn luôn giữ được nụ cười đáng yêu. Bạn là dũng sĩ vừa thông minh vừa dũng cảm ngày hôm nay. Yeah. Đã tìm được trứng khủng long. Cảm ơn tiểu dũng sĩ. Đây mới là mẹ của bạn nè. Bye bye. Lần sau lại phiêu lưu trên đảo khủng long nha.
Bên này, bên này, bên này, bên này. Ngón tay cử động, não bộ vận động theo. Bà nói, cố lên, cố lên, cố lên. Được, có điện thoại, bằng ngay điện thoại. Alo, tôi là bà nội Trích Kỳ. Ông chủ cửa hàng ha ha, có việc gì thế? Hả? Khuôn hình tròn làm bánh quy à? Được. Lát nữa tôi sẽ qua lấy. Vâng, cảm ơn, tạm biệt. Chị Chi à, bà đã biết ý nghĩa của hình vẽ kia là gì rồi. Hả? Là gì vậy ạ? Chính là khuôn ép bột thành hình tròn để làm bánh quy á. Ấy à, cuối cùng bà cũng nhớ ra được rồi. Có phải vừa rồi ông chủ cửa hàng ha ha gọi điện thoại đến bảo bà đúng không ạ? Đúng vậy, bà mua hôm qua nhưng quên không cầm về. Còn nhớ không, hôm nay lúc đầu bà bảo bà Ngọc, bà ấy bỏ quyền kính ở chỗ của bà. Sau đó bà bảo với Chi Chi Linh Linh là trí nhớ của bà vô cùng tốt. Thế là bà và các bạn ấy cùng chơi trò tú lơ khơ. Sau đó bà thấy Chi Chi vẽ ra để ghi nhớ những việc cần làm hôm nay. Bà cũng lấy hình bà đã vẽ ra, nhưng có một hình bà lại quên ý nghĩa của hình đó. Nghĩ mãi, còn luyện cả ngón tay nhưng vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng ông chủ cửa hàng ha ha gọi điện đến, bà mới nhớ ra. Bà nội ơi, cháu có thể cùng bà đi đến cửa hàng ha ha được không ạ? Được chứ, nhưng cháu với Linh Linh phải ăn xong điểm tâm đi ra. Vâng, cháu đi gọi Linh Linh nhé. Chờ một lúc, trước khi cháu đi tìm Linh Linh, chúng ta cần nói gì đó với tất cả các bạn lớn, bạn nhỏ, những người bạn có thể nhớ những việc mà mình cần phải nhớ vào. Nói gì nhỉ? Tạm biệt. Suối 和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。 水果和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。 和你说再见，冰淇淋一起说拜拜拜拜拜拜拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。